Olympic Việt Nam chỉ chơi ở nửa sân nhà, không lên nổi bóng để tấn công. Cả trận không sút được quả nào nên hồn. Tài khoản Aska Ahmad bình luận trên trang AFC Asian Cup về trận thua 1-3 của thầy trò Ôn Hoàng Anh Tuấn trước Saudi Arabia ở lượt cuối bảng B môn bóng đá Nam ASEAN 19 ở Hàng Châu, Trung Quốc. Mặc dù giành chiến thắng 4-2 trước Mông Cổ nhưng để thua 0-4 trước Iran ở hai vòng đấu trước đó, áp lực tâm lý phải giành được ít nhất một điểm trước Saudi Arabia để có vé đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp đã đè nặng lên đôi chân của các cầu thủ Olympic Việt Nam. Đoàn quân của ông Hoàng Anh Tuấn chỉ cố gắng phòng ngự, chống đỡ các pha tấn công đa dạng từ đội bóng của Trung Đông. Việc hàng tiền vệ không thể kiểm soát bóng khiến Olympic Việt Nam bế tắc trong việc đưa bóng sang phần sân đối phương và tìm kiếm cơ hội dứt điểm về phía khung thành của đối thủ. Ở trận đấu này, mặc dù bỏ lỡ rất nhiều cơ hội trong phần lớn thời gian của hiệp 1, nhưng Saudi Arabia vẫn có được bàn mở tỷ số vào lưới Olympic Việt Nam sau pha lập công của Al Yami ở phút 43. Sang hiệp 2, đoàn quân huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn phòng ngự tốt và giữ được tỷ số 0-1 đến phút 88. Tuy nhiên ở khoảng thời gian cuối trận, Maran và Zakaria liên tiếp ghi bàn giúp Saudi Arabia dẫn 3-0. Bàn danh dự của Olympic đến ở phút 90+2 sau cú đánh đầu phản lưới nhà của Maran. Nếu Saudi Arabia dứt điểm tốt hơn, Olympic Việt Nam không chỉ 3 lần vào lưới nhặt bóng mà còn nhiều hơn thế. Bàn thắng danh dự của Việt Nam chỉ là một pha đá phản lưới nhà, chứ thực tế họ không tạo ra được cơ hội đáng chú ý nào. Tài khoản Yoga Setiawan nhận định về cục diện và kết quả của trận đấu. Gửi lời chia tay sớm với Olympic Việt Nam và chúc mừng Saudi Arabia, tài khoản Sovereign News Sinh Ha bình luận trên trang ASEAN Football. Ngay từ đầu chúng ta đã cảnh báo Olympic Việt Nam khi có chiến thắng vất vả 4-2 trước Mông Cổ. Và thực tế họ đã bộc lộ rất nhiều vấn đề khi đối đầu với những đội mạnh như Iran và Saudi Arabia, tài khoản Nguyễn Quốc nói về màn trình diễn đáng thất vọng của thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn ở vòng bảng. Hai đội đầu bảng giành vé trực tiếp, 4 trong 5 đội xếp thứ 3 tốt nhất cũng có vé. Olympic Việt Nam xếp thứ 5 trong nhóm tranh vé vất này đủ hiểu năng lực của họ như thế nào, tài khoản Minh Hoàng thất vọng nói. Tuy nhiên, tài khoản Lê Văn đặt lại lên tiếng bênh vực Olympic Việt Nam, đành chịu thôi, chúng ta rơi vào đúng bảng đấu có hai đội vừa đi dự World Cup về, trong đó một đội từng thắng cả đương kim vô địch thì trách sao được. Dù sao cũng là bóng đá trẻ, thất bại sẽ là bài học kinh nghiệm quý báu để các cầu thủ trẻ trưởng thành hơn, cố gắng phấn đấu để có kết quả tốt hơn ở các giải đấu tiếp theo, tài khoản Sơn Nguyễn chốt lại.